À chị ạ, chị biết rồi, em gọi cho mình từ bên Silo Mâm đây chị. Dạ. À vâng, đấy mình mấy hôm nay tình trạng nôn thiếu của bé đã đỡ hơn nhiều cho chị. Dạ cháu khỏe À, hôm nay cháu hết nôn thiếu luôn rồi hả chị? rồi. Vâng. À vâng, thế thì tốt quá. Thế về cái tình trạng khò khè có đờm của bé thì sao chị? Dạ cũng khỏi rồi chị. Giờ cháu bình thường. Ồ, bình thường hết rồi ạ. Kể cả Vâng. ngày trước là chị mình có chia sẻ với em là bé nhà mình là hay vặn mình nhiều, khóc đêm khó ngủ, thì bây giờ cũng khỏi luôn rồi phải không chị? Dạ vâng. À vâng, thế thì tốt quá. Với lại nữa là mình cứ cố gắng là dùng cho bé là bây giờ giảm liều xuống, duy trì cho bé giúp em nhé. Vâng. Vâng, bây giờ mình giảm xuống là ngày mình dùng 2 lần, mỗi lần 10 giọt thôi, hoặc ngày 1 lần thôi cũng được, để mình hỗ trợ Vâng. thêm, bởi vì trong cái thời gian nó thay đổi thời tiết này bé dễ bị cảm thêm ấy. Vâng. Vâng, vậy thì bé nhà mình cũng đáp ứng cũng khá là tốt, bởi vì em thấy là mình dùng chưa hết một lọ mà bé đáp ứng thế này là khá là ok rồi. Chị cố gắng là duy trì các biện pháp hỗ trợ cho bé chị nhé. Dạ. Dạ vâng, ok chị nhé.